Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Phạm Thế Vũ. Thì theo như yêu cầu của các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn động tác handstand push-ups, hay còn gọi là động tác chống đẩy chuối, hay chúng ta thông thường chúng ta hay thường dùng cách gọi dân dã nhất là động tác trồng chuối và hất đất đó. Thì cái động tác trồng chuối và hất đất này thì nó sử dụng lực vai và tay sau của chúng ta rất là nhiều. Thì để thực hiện được động tác này thì trước tiên thì chúng ta cũng phải chắc chắn là chúng ta phải giữ tốt cái động tác trồng chuối cơ bản của chúng ta, động tác handstand đó, giữ cho thật vững. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho nó chuẩn form các bạn đó. Bởi vì khi mà cái form handstand của chúng ta nó bị vẩn, nó bị chuối á, thì rất là khó để mà chúng ta giữ thăng bằng. Khi chúng ta hít lên hít xuống nó, khi chúng ta chuyển động lên xuống mà cái lưng của chúng ta nó vẩn thì chúng ta rất là khó kiểm soát, sẽ bị đổ về trước rất là nhiều, nó sẽ bị đổ về trước đó. Bây giờ chúng ta cần phải giữ cho thẳng, lên xuống cũng ra một cái đường thẳng vậy đó. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát bằng cái vai sau của chúng ta không đó. Thì anh nói handstand đúng không các bạn? Handstand thẳng, ok, nói là phải nhẹ nhàng trước rồi đúng không? Nó nhẹ nhẹ nhàng động tác handstand, ok. Đó chúng ta có thể chuyển động chân thoải mái, chân không nè đó nha. Đó, mọi chúng ta muốn chuyển động như thế nào là chuyện của chúng ta đó. Ghê chưa đó. Thì những cái video trước mình đã làm những cái clip về hướng dẫn về handstand cơ bản, hay là nâng cao, hay là chúng ta chuyển những cái chuyển động chân khi mà chúng ta giữ handstand, hay là đi bằng tay, cách di chuyển khi mà chúng ta trồng chuối. Thì bây giờ đã đến lúc rồi chúng ta tập có thể chống đẩy trong lúc chúng ta trồng chuối đó. Thì các bạn cũng nên nhớ chúng ta sẽ phải khởi động kỹ khớp vai, ok, khởi động kỹ khớp vai đó. Và quan trọng là khớp khuỷu tay, bởi vì khi mà chúng ta chống đẩy khi chúng ta lên xuống á, thì cái lực nó sẽ dồn vào cùi chỏ chúng ta rất là nhiều, nên chúng ta chui chúng ta phải khởi động kỹ, rất là kỹ cái khớp khuỷu tay. Vì ra cái khớp chúng ta không chỉ giữ bằng cái khớp vai nữa, mà khuỷu tay nó lên xuống nè, nó luôn luôn chuyển động đó. Khuỷu tay nó phải co lại, nó phải giãn ra, co lại duỗi ra đó. Và hơn nữa là cái khớp cổ tay, đương nhiên rồi, thì khớp cổ tay nếu mà chỉ giữ cái handstand cơ bản bình thường không, cái nó chậm chút bình thường không, thì chúng ta luôn phải bấu bằng cái phần bàn tay của chúng ta rồi, đúng không? Nhưng khi lên xuống, cái phần bàn tay của chúng ta nó phải chịu nhiều cái áp lực hơn, có gì lúc mà các bạn xuống thì cái đó là cái trọng lực cơ thể nó lại dồn nhiều hơn nữa, nó lại dồn xuống nhiều hơn, thì nó sẽ dồn áp lực vào cái phần cổ tay và phần bàn tay của chúng ta. Bây giờ ta phải khởi động rất là kỹ cái phần cổ tay. Cái lúc đầu mình tập cái động tác handstand push-up á, mà mình đã làm được cái động tác handstand push-up rồi, mình đã làm thuần thục, nhưng mà do mình tập handstand push-up quá nhiều, phải không? Đó, mình tập handstand push-up, hồi đó mình tập để mà cái vai mình nó khỏe rồi, để mà mình thuần thục cái động tác handstand push-up là mình tập một ngày mình tập tới 300-400 cái lần handstand push-up một ngày. Đó, mình chia đều ra mình hết. Thì mình tập nhiều vậy thì cái cổ tay này nó bị rất là đau đó. Sau đó mình phải tập thêm lực cổ tay nữa đó. Thì những cái bài tập lực cổ tay mình đã chia sẻ ở những cái video hướng dẫn trước của mình rồi. Các bạn cứ vào YouTube Lê Phạm Thế Vũ mà kiếm để tập theo đó. Thì đó, chúng ta phải khởi động rất là kỹ mà đó. Thì các bạn cứ khởi động nha. Đó, trong video này mình không có muốn dài nên là mình sẽ bỏ qua cái việc khởi động đó, chỉ nhắc nhở các bạn vậy thôi mà. Đầu giờ các bạn phải khởi động kỹ khớp vai, khớp khuỷu tay và khớp cổ tay. Và một điều xin lưu ý là khi mà các bạn tập động tác handstand push-up thì cuối giờ các bạn nên bẻ vai lại, các bạn nên căng cơ vai lại và nên xóa. Đó, bởi vì cái động tác này chúng ta dùng lực rất là nhiều, nó dùng lực co đẩy thì nó sẽ dồn vào cái lực vai của chúng ta đó, hiểu không? Đó, ok, nó sẽ dồn vào cái lực vai ở sau đó, là cuối giờ nó phải ép dẻo vai lại để cho nó không có bị bó cơ đó. Còn bây giờ là chúng ta sẽ bước vào phần bài tập rồi. Thì cái mình cứ khởi động là nắm nha. Đó, giờ là chúng ta cứ nhón vai trước, làm 20 lần nhón vai như vậy xong rồi sau đó chúng ta sẽ làm nắm cơ vai như thế này.
nhớ bị tăng thẳng. Rồi cái chúng ta phải làm từ 10 cái đến 20 cái. Rồi thì cái động tác trồng chuối đất á, mà các đặt tay lên cái đầu là muốn nó dễ nhất, các bạn để tay nó rộng hơn vai cũng được đó. Tay rộng hơn vai như thế này nào, thì hít nó sẽ rất là đơn giản đó. Thì cái việc đơn giản đầu tiên nó phải tập cách để mà tập cho cái vai tay nó khỏe, thì cái động tác mô phỏng đầu tiên không phải sợ tay như thế này nha. Đó là vậy. Rồi mà hít đó, các bạn lưu ý khi mà thực hiện cái động tác này nha. Động tác này là động tác thai push up, hít đất kiểu cút chim đó. Thì nó mô phỏng giống như cái động tác thai push up, nó nhẹ hơn rất là nhiều, bởi vì cái phần chân chúng ta, nguyên cả cái phần chân chúng ta nó vẫn còn nằm ở dưới mặt đất đó. Tức là chúng ta cứ chịu trọng cái trọng lượng của phần chân trên mà nửa thân của chúng ta, nó sẽ nhẹ quá rất là nhiều. Chúng ta phải tập quay được động tác nó trở từ 20 cái đến 30 cái đó. Thì tay của các bạn đầu tập, các bạn phải động rộng hơn vai một xíu nó dễ, hoặc là quen rồi để động bằng vai. Khi mà hít thì chúng ta không có bẻ hai tay ra như thế này nha, chúng sẽ đưa nó về sau đó, nó đưa nó về đó, cái tay phải đưa về sau nè, nó không mạnh ra. Ok, và hơn nữa là chúng ta phải chưa lưu ý một điều, khi mà các bạn đẩy lên đó, cái tự chúng ta đang hay xem sắp nhạc, khi mà đẩy lên các bạn phải đẩy hết vai đúng không, không có đẩy gì vậy, đẩy lên rồi và mở vai, lúc mà đẩy lên là phải mở vai đúng không, đẩy này chúng ta đây đó, đang đẩy vai đúng không, rồi xuống rồi đẩy lên nè, như vậy là trên trà chưa nha, rồi đẩy vai lên đó, rồi lên đây đẩy vai lên đó. Ok, tình đúng sau này lên xem sắp cũng vậy, lúc của các bạn hết chứ mà mẹ đẩy lên đấy cũng mới xem rồi, đẩy vào lực nó sẽ thành lại hẹp xe rồi, cái nó không phí lực rất là nhiều và nó sẽ không làm cho vai chúng ta bị cứng. Rồi sau khi hạ được động tác đó, chúng ta thèm chúng ta sẽ nhấc một chân lên, rồi chúng ta hết, rồi đổi chân đó, thì đó. Rồi sau khi làm động tác chúng ta làm 20 cái mỗi bên, có cho cơ vai chúng ta khỏe dần. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện, các bạn hãy thử nha, thử dựa vào tường, chúng ta sẽ trồng chuối đất. Ok, dựa vào tường trồng chuối đất. Đó, nó có dựa thẳng của tôi nha. Đó, cây cứ đẩy vai lên rồi hít thử. Đó, thì các bạn cứ thử, chưa nhất thiết là chúng ta phải lập chuẩn đâu, các bạn cứ đẩy cho nó quen dần cái lực vai vào đây, vào đây sau của chúng ta. Đó, rồi sau khi hành thì chúng ta lấy từ 10 đến 15 cái trồng nước đó. Ok, là cơ quan này tay sau chúng ta là khoảng cái nhất mà tập được hay sẽ bút sách không cần dựa tường rồi, thì đã không cần dựa tường thì trước tiên bạn phải làm được cái động tác bent arm handstand. Cái thứ hôm nay chúng ta sẽ handstand mà tay chúng ta co lại không thẳng tay ra, và khi mà tay chúng ta co lại như vậy nó chính là cái điểm cuối cùng của động tác handstand push up, tức là khi chúng ta hết suy rồi, đó, tay chúng ta coi, nó sẽ giữ lại, nó sẽ giữ ở cái mức này, nó giữ cái này mức cuối cùng, đó, chúng ta sẽ thử, tức là bent arm handstand grab, đó, để chúng ta thử, rồi đó, đó, như là bent arm handstand rồi, đó thấy không, đó, đó là bent arm handstand, chúng ta sẽ ráng giữ được 8 đến 10 giây, 8 đến 12 giây, đó 12 giờ là chắc ăn nhất. Đó các bạn cứ để đó, cuối giờ các bạn giữ cho thật lâu vô, đó là dần cảm thấy hành sẽ tốt lên. Ok, rồi sau khi hành được cái động tác đó rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ bước vào đó
mình đọc biết hay không? Với là đọc mà chúng ta sẽ ok, hay sẽ push up, nhưng mà chúng ta sẽ đưa một chân ra khỏi tường. Chúng ta sẽ đưa một chân ra khỏi tường đó. Rồi là sẽ hết. Đó. Một chân kia các bạn cứ coi vô. Cứ coi vô một chân kia, chúng ta cứ để ngoài chân không. Đó là hết. Cỡ 7 đến 10 cái. Rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập handstand, how to do a handstand push up press. Yeah. Đó, thì chúng ta sẽ đến với handstand push up. Đầu chúng ta sẽ tập như thế này nha. Cứ nhớ mà hàng hàng các bạn phải đủ lực đàn khỏe khi mà tập handstand push up giữa tường. Mình nhấc một chân ra rồi đúng không? Đó. Rồi. Sau đó quen được động tác quen làm handstand rồi và giữ handstand tốt rồi, bạn đã đủ điều kiện để đạt được handstand push up không cần giữa tường nữa. Đó, để làm handstand push up không cần giữa tường, trước tiên chúng ta làm như thế này. Giờ cứ lên handstand rồi nó xuống cái điểm bên làm handstand, chúng ta giữ cái đó. Đó, giờ hình là nha. Rồi handstand thẳng mồm rồi xuống, rồi giữ rồi đáp xuống. Đó, rồi lên làm tiếp. Nói cứ lên làm tiếp này, xuống cứ giữ. Giữ lâu hết mất cái thể cũng được, ok. Thì chúng ta làm cỡ 5 lần như vậy. 5 lần như vậy. Cứ lên và xuống bên năm hay sang giữ. Rồi xuống rồi đáp xuống. Nó cứ làm như vậy. Đó, rồi tập vậy nhiều lần. Rồi bài tập cái đếm này. Thì cái đếm chúng ta sẽ cố gắng từ bên A handstand ta đẩy lên, ok. Giờ chúng ta sẽ là từ thế bên A handstand, không từ handstand bình thường thẳng tay, nhưng từ bên A handstand cầm túi tay cong và nó sẽ đẩy lên khúc chúng sẽ đẩy lên handstand, ok. Sẽ đẩy lên the regular handstand bro. Rồi từ bên A handstand nào. Đó, bên đây handstand, rồi giữ lên, đẩy lên. Đó, đẩy lên, đẩy lên. Rồi, đẩy lên handstand, rồi chúng ta duy. Rồi, xuống. Rồi, chúng ta sẽ làm tiếp. Rồi nè, từ bên đây handstand đúng không? Đó, này giữ bên đây handstand, rồi đáy đẩy lên. Rồi, cho nó thẳng bằng cũng như sao đó. Nó tập nhiều lần, chúng ta kiểm soát được tới lúc. Nếu mà tập không được động tác này rồi, là nó kiểm soát được tốt. Kết hợp cả hai bài đó lại. Kết hợp cả hai bài đó lại. Khi chúng ta thể từ handstand bình thường, chúng ta hạ xuống handstand cong tay, tức là khi chúng ta có thể từ regular handstand then we push it. Yeah, we go down into a bent arm handstand and we can hold it, then we will switch into cái sẽ đến cái phần cái bài gì rồi, bài gì đó, từ bent arm handstand, right, we hold a bent arm handstand and we push up into a regular handstand, right? Yeah. Các bạn chúng ta đã từ handstand cong tay, chúng ta đẩy lên handstand thẳng tay bình thường. Đó, nó rất là ngon lành rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể thử, chúng ta sẽ thử làm handstand push up không cần giữa tường nữa. Không cần giữa tường, chúng ta có thể trồng chút đất, chúng ta có thể chống đẩy chuối, không cần giữa tường nữa. Đó. Rồi, giờ thử nha. Các bạn thử làm thử một rep chứ mà chúng ta thì chỉ làm một lần từ handstand xuống đó, ráng kiểm soát từ xuống đến mức nào rồi ráng nhớ lại từ khúc bên năm handstand mà chúng ta đẩy lên regular handstand, rồi từ từ handstand cong tay, chúng ta sẽ quen chúng ta đẩy lên handstand thẳng tay ráng rồi vô rồi chúng ta sẽ lên handstand thường. Rồi, giờ là chúng ta sẽ tập trung nó xuống. Rồi, đẩy lên. Một hiệp đó. Chỉ một lần thôi. Mấy bạn đã làm một lần, mấy bạn mừng như đầu đại học các bạn. Yeah, bro. Nó mừng như đầu đại học, nó bro. Yes, bro, so happy, bro, so excited, bro. Rồi, đó, mình có sẽ thử. Lần 2, lần 3. Ok, cứ thử.
là bắt đầu chúng ta mất mặn thôi. Tập qua ngày hai, tập qua mỗi ngày mỗi ngày này, từng nó sẽ cải thiện. Rồi, dừng chắc. 1 2 3 4 đó, nó là tự nhiên tăng nhiều hơn. Đó, một cái hàng cái đó, hiện cái tutorial, my tutorial about how to do a handstand push-up is right here, bro. Yes. Đó, hiện cái video hướng dẫn cách trồng dưới đất, cách chống đẩy chuối không được nhiều tường của mình ở đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận bây giờ. Yeah, I really appreciate it, bro. Thank you very much for spending your precious time watching my tutorials, bro. Yes, bro. Have a nice time, bro. Yeah. So, good luck to you, man. Hy vọng rằng video này sẽ bắt đầu quá trình tập luyện động tác handstand push-up, hiểu là tác động dưới đất, hiểu là tác chống đẩy chuối của các bạn. Hy vọng là sẽ sớm chinh phục được động tác này, khi chinh phục động tác cộng tác này. Các bạn cứ nhắn tin cho mình, get excited để mình feel, mình cảm thấy rất là nó rất là có động lực để mình làm cái video về những động tác handstand push-up biến thể nâng cao hơn, giống như là động tác tie band handstand push-up, hay là động tác handstand typewriter push-up, hay là động tác handstand archer push-up, hay là động tác handstand lat push-up, bro. Yeah. Thì đây giống như là động tác cơ bản như thế này. Đó. Khi mà các bạn có thể thực hiện động tác handstand push-up rồi, các bạn có thể thay thế cái bài tập chống đẩy của bạn, cái bài tập push-up của bạn từ bài tập push-up bình thường. Đó, chúng ta thay bằng tác handstand push-up của bạn. Tự nhiên biến cái động tác chầm bước đất này thành động tác hít đất cơ bản trong những bài tập của bạn. Yes bro, we're gonna make your regular basic push-ups gonna be a handstand push-up, and your handstand push-up will be your basic push-up, bro. Your basic exercise, bro. Yes, bro. We literally like that when we do workouts, bro. Because we are the calisthenics guys, bro. So we're gonna be high, we're gonna increase the level time by time, bro. Okay, nhưng mà các bạn có thể khỏe với handstand push-up, các bạn có thể chuyển qua handstand 90 degree push-up, handstand hít đất 90 độ push-up. Đó là một bài, đó là một tập rất là nặng, rất là khó bạn. Nó hoặc là cứ hoàn thành đi rồi sẽ hướng dẫn cái gì dần lên. Sau này các bạn lên được cái gì rồi, bro. Tôi sẽ lên full plank push-up. Yeah, bro. After the full plank push-up, right? We go into the one arm plank push-up, bro. Yes, bro. Các bạn hãy theo dõi video. Chúc các bạn mau tiến bộ trong luyện tập và chia sẻ video này đến với mọi người cùng nhau. Đó, tập luyện các bạn khỏe mạnh. Đó. Bye, bro.